Khủng long là một nhóm sinh vật đa dạng từ phân loại sinh học, hình thái đến sinh thái. Chúng có mặt ở khắp các châu lục với số lượng chi vô cùng lớn. Vậy có bao giờ các bạn cảm thấy việc ghi nhớ danh pháp khoa học của chúng lại quá khó và muốn tìm cách nào đó để có thể ghi nhớ dễ dàng hơn? Nếu vẫn chưa tìm ra thì video này sẽ dành cho bạn. Hôm nay anh em Wonjaxa chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách dễ hiểu nhất tên Hán Việt của các loài khủng long. Vậy nguyên nhân vì sao lại có phiên dịch sang Hán tự để từ đó chúng ta có những phiên dịch Hán Việt? Chuyện này xảy ra từ việc các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc muốn phổ cập kiến thức cổ sinh vật đến với người dân của họ dễ dàng hơn, nên đã dịch các danh pháp sang tiếng Trung. Và hầu như những từ tiếng Trung này đều có âm Hán Việt, nên các bạn cũng có thể tham khảo. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nói sơ qua về thông tin của các chi khủng long này, nhưng sẽ không gọi chúng bằng tiếng Anh, mà là bằng phiên âm Hán Việt. Hãy nhanh tay ấn like, subscribe và bật chuông thông báo để chúng ta cùng đến ngay với những nội dung chính thôi nào. Mình có một số lưu ý nhỏ xin phép gửi đến các bạn. Mặc dù video nói về tên Hán Việt của khủng long, nhưng để các bạn đỡ thắc mắc, thì mình sẽ nói những chi là nhân vật chính của video này, còn những chi khác xuất hiện để bổ trợ cho nội dung, mình vẫn sẽ gọi chúng về danh pháp quốc tế bằng tiếng Anh để không bị tiết lộ tên trong những phần sau. Mong các bạn thông cảm. Số 1. Bạo long Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex thường được gọi là T-Rex, với phiên dịch từ danh pháp khoa học tiếng Anh là khủng long bạo chúa. Còn phiên dịch Hán Việt sẽ là bạo long, mình sẽ gọi ngắn gọn là bạo long T-Rex. Không còn gì phải bàn cãi nữa khi bạo long T-Rex được cho là loài khủng long ăn thịt mang tính biểu tượng nhất từng được phát hiện. Loài khủng long chân thú này là đại diện cho sức mạnh của tất cả các loài khủng long. Sự hung dữ của nó từng được thể hiện trong các tài liệu tham khảo văn hóa đại chúng như bộ phim Công viên kỳ Jura, nơi nó được miêu tả là một kẻ săn mồi tàn bạo. Bạo long T-Rex có chiều dài trung bình khoảng 12,3m, cao 3,95m ở hông và nặng 10,4 tấn. Ngoài việc là một trong những loài ăn thịt trên cạn lớn nhất từng sống, nó còn có lực cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài săn mồi trên cạn nào từng được biết đến. Hộp sọ khổng lồ dài 1,45m và bộ hàm khỏe mạnh của nó có thể mang lại lực cắn hơn 45.000 N. Mặc dù một số nhà khoa học đã đề xuất lối sống ăn xác thối cho bạo long T-Rex, nhưng rất có thể nó là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ phấn trăng muộn ở Bắc Mỹ. Số 2. Đặt bạo long Tarbosaurus. Tarbosaurus dịch theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thằn lằn khủng khiếp, và phiên dịch Hán Việt sẽ là đặt bạo long. Đây là một chi khủng long chân thú Theropod. Đặt bạo long Tarbosaurus là một thành viên của họ bạo long Tyrannosauridae, có quan hệ gần với khủng long huyền thoại là bạo long T-Rex, do xuất hiện trước từ 68 đến 72 triệu năm trước, nên có một số chuyên gia cho rằng nó là một trong các tổ tiên của bạo long T-Rex. Đặc bạo long Tarbosaurus đã tiến hóa thành bạo long T-Rex khi một vài cá thể vượt qua Siberia để tiến vào Bắc Mỹ. Nghiên cứu cho thấy, đặc bạo long Tarbosaurus thường sống ở những khu vực đầm lầy ẩm ướt gần các con sông. Chúng là loài ăn thịt đứng đầu chỗ thức ăn, với con mồi ưa thích như Saurolophus hoặc Nematosaurus. Tuy nhiên, không phải cuộc đi săn nào cũng diễn ra thuận lợi, nhất là khi phải chạm trán một con mồi vô cùng khó chịu như Zerizinosaurus. Tên Hán Việt của những loài khủng long này mình sẽ tiết lộ cho các bạn nào chưa biết trong các video sau. Một số giả thuyết cũng cho rằng đặc bạo long Tarbosaurus có thể là loài ăn xác thối giống như các bạo long Tyrannosauridae khác. Nghiên cứu hóa thạch của 10 cá thể cho thấy có một trường hợp bị gãy mỏi xương bàn tay. Đây là hệ quả cho việc lặp đi lặp lại một kiểu chấn thương. Ở chi trước nhiều khả năng là do thường xuyên vật lộn với con mồi. Bằng chứng này cho thấy có khả năng đây là loài có tập tính săn mồi hơn là ăn xác thối. Mặc dù các tranh cãi xung quanh vấn đề này vẫn chưa chấm dứt, nhưng không thể phủ nhận đặc bạo long Tarbosaurus xứng đáng là loài khủng long ăn thịt thống trị khu vực châu Á. Số 3. Tam giác long Triceratops. Triceratops là một chi khủng long Ceratopsian sống vào cuối thời đại Matrix, kỷ phấn trăng muộn, khoảng 68 đến 66 triệu năm trước ở khu vực ngày nay là phía Tây Bắc Mỹ. Để giải thích về tên Hán Việt của nó có thể sẽ dư thừa với một số bạn khi nó không khác gì dịch nghĩa từ tiếng Anh cả. Khi dịch nghĩa tiếng Anh là khủng long ba sừng, còn theo Hán Việt sẽ là tam giác long. Nó là một trong những loài khủng long được biết đến cuối cùng và sống cho đến sự kiện tuyệt chủng kỷ phân trắng cổ cận. Tam giác long Triceratops
đã được ghi nhận bởi nhiều hóa thạch được thu thập kể từ khi chi này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1889 bởi nhà cổ sinh vật học người Mỹ O'Neill Charles Mark. Các mẫu vật đại diện cho các giai đoạn sống từ còn non đến trưởng thành đã được tìm thấy. Là loài khủng long điển hình, tam giác long Triceratops là một trong những loài khủng long được yêu thích, nổi tiếng nhất và đã xuất hiện trong nhiều bộ phim, tên bưu chính và nhiều phương tiện truyền thông khác. Số 4. Uyển long Brachiosaurus. Brachiosaurus là một chi khủng long sauropod sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỳ Jura khoảng 155 đến 150 triệu năm trước. Nó được mô tả lần đầu tiên bởi nhà cổ sinh vật học người Mỹ Emerys vào năm 1903 từ các hóa thạch được tìm thấy ở thung lũng sông Colorado ở phía tây Colorado, Hoa Kỳ. Danh pháp khoa học của nó khi dịch nghĩa là thằn lằn cánh tay. Còn dịch nghĩa Hán Việt sẽ là uyển long vì đặc điểm ở các chi trước dài hơn chi sau của nó. Nhưng thực ra uyển long là tên gọi của cả một họ khủng long chứ không riêng về một chi này. Uyển long Brachiosaurus được ước tính có chiều dài từ 18 đến 22 mét và khối lượng cơ thể của mẫu vật đỉnh danh còn trưởng thành nằm trong khoảng từ 28,3 đến 46,9 tấn. Bộ xương lớn nhất thế giới của một loài uyển long là Giraffa Titan, trước đây là uyển long Brachiosaurus rankai tại bảo tàng Humboldt tại Berlin, Đức. Số 5. Dị long Allosaurus. Allosaurus là một chi khủng long chân thú Carnosauria lớn sống vào kỷ Jura muộn, cách đây 155 đến 145 triệu năm, thuộc tầng Cambrian đến tầng Tithon. Danh pháp khoa học của nó là Allosaurus, nghĩa đen là thằn lằn di biệt. Và dịch sang ngôn ngữ Hán Việt là dị long, bởi đốt sống của loài này khá độc đáo tại thời điểm được phát hiện. Dị long Allosaurus là chi khủng long ăn thịt lớn đi đứng bằng hai chân. Hộp sọ của chúng tuy nhẹ nhưng mạnh mẽ. Hàm của chúng trang bị hàng tá chiếc răng sắc nhọn. Khi phóng to sẽ thấy có những chiếc răng cưa nhỏ mang theo đường cạnh răng. Loại dị long Allosaurus brachylis có chiều dài trung bình khoảng 8,5 mét, với chiều dài cực đại ước tính là 9,7 mét. Chi sau của chúng dài và khỏe, nhưng chi trước bao gồm 3 ngón tay lại khá nhỏ. Chúng giữ thân bằng nhờ phần đuôi dài và chắc chắn là rất cơ bắp. Chúng được xếp vào họ Allosauridae, một nhóm khủng long chân thú Carnosauria. Số 6. Linh đạo long Velociraptor. Cái tên Velociraptor có nghĩa là chim săn mồi tốc độ, tên gọi tắt là Raptor và tên Hán Việt sẽ là linh đạo long. Đây là một chi khủng long Theropoda thuộc họ Dromaeosauridae, từng tồn tại vào cuối kỷ Preta, khoảng 83 đến 70 triệu năm trước. Hiện có hai loài được công nhận, một loài khác từng được phân vào chi này. Loài điển hình là linh đạo long Velociraptor mongoliensis. Các hóa thạch của loài này được phát hiện ở Mông Cổ. Loài còn lại là linh đạo long Velociraptor osmonskae, được định danh năm 2008 từ Nội Mông, Trung Quốc. Linh đạo long Velociraptor là một trong các chi khủng long quen thuộc nhất với đại chúng trong loạt phim công viên kỷ Jura. Linh đạo long Velociraptor trong bộ phim này có nhiều điểm sai lệch so với thực tế, như lớn hơn nhiều so với kích thước thực và lại không có lông vũ. Linh đạo long Velociraptor trong phim được mô tả từ loài Deinonychus. Nó là một chi được nghiên cứu kỹ với hơn 18 mẫu vật hóa thạch được mô tả, nhiều nhất trong số họ Dromaeosauridae, một mẫu vật nổi tiếng bảo quản linh đạo long Velociraptor khi đang combat với Protoceratops. Số 7. Thâu đảng long Oviraptor. Oviraptor trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ chậm trứng, còn theo dịch nghĩa Hán Việt sẽ là thâu đảng long. Đây là một chi khủng long Oviraptoris sống ở châu Á trong thời kỳ hậu kỳ phân trắng, khoảng 75 triệu năm trước. Những di vật đầu tiên được thu thập tại đền hệ Dizardota ở Mông Cổ vào năm 1923 trong một chuyến thám hiểm cổ sinh vật học do Roy Chapman Andrews dẫn đầu. Và vào năm sau đó, chi và loài điển hình thâu đảng long Oviraptor Philoceratops đã được đặt tên bởi Henry Fairfield Osborne. Tên chi đề cập đến suy nghĩ ban đầu về thói quen ăn chậm trứng, và tên cụ thể nhằm mục đích củng cố quan điểm này cho thấy sự ưa thích đối với trứng của loài Ceratopsian này. Sau nhiều nghiên cứu thì nó đã được minh oan là chỉ đang bảo vệ con của mình, nhưng cái tên Oviraptor đã theo nó mãi về sau này. Số 8. Tự kê lông Gallimimus. Gallimimus có danh pháp khoa học được dịch là bắt chước gà, nên chắc chắn tên dịch nghĩa Hán Việt của đó có chữ kê, đó là kê tự lông. Đây là một chi khủng long chân thú sống ở vùng mà ngày nay là Mông Cổ trong thời kỳ hậu kỳ phân trắng, khoảng 70 triệu năm trước. Một số hóa thạch ở các giai đoạn phát triển khác nhau đã được phát hiện bởi các đoàn thám hiểm Ba Lan Mông Cổ ở sa mạc Gobi trong những năm 1960. Một bộ xương lớn được phát hiện ở khu vực này đã được coi là mẫu chuẩn của chi và loài mới tự lông Gallimimus bullatus vào năm 1972. Tự kê lông Gallimimus là loài Ornithomimus lớn nhất từng được biết đến.
Con trưởng thành dài khoảng 6m, cao tới 1,9m và nặng khoảng 400-490kg. Bằng chứng là họ hàng của nó là Ornithomimus. Trong văn hóa đại chúng, thì tự kê lông Gallimimus đã xuất hiện trong bộ phim Công viên kỳ Jura với phân cảnh kinh điển trong lịch sử, với hiệu ứng đặc biệt và đóng vai trò to lớn cho việc định hình loài khủng long là động vật giống chim. Số 9. Phó chuốt lông Parasaurolophus. Parasaurolophus có nghĩa là thằng lằn màu gần, dịch nghĩa Hán Việt là phó chuốt lông, nghe kêu phết chưa đùa. Nó là một chi khủng long Ornithopoda sống vào thời kỳ cuối kỳ phân trắng, tại nơi hiện nay là Bắc Mỹ, khoảng 76,5 đến 73 triệu năm trước. Phó chuốt lông Parasaurolophus là một loài khủng long ăn cỏ đi bằng hai chân. Hóa thạch của nó được phát hiện tại Alberta, Canada, New Mexico và Utah của Mỹ. Nó được William Parks mô tả lần đầu tiên vào năm 1922 từ một bộ xương sọ và một phần bộ xương được tìm thấy ở Alberta. Phó chuốt lông Parasaurolophus là một phần của một họ khủng long chân chim lớn thuộc kỳ phân trắng muộn, được biết đến với những chiếc mào kỳ quái trên đầu, có khả năng được sử dụng để thu hút bạn tình hoặc tăng cường tính giác. Chi này được biết đến về màu sọ lớn và phức tạp, tạo thành một ống cong dài hướng lên trên và đa sao từ hộp sọ ở dạng lớn nhất. Tyrannosaurus từ Trung Quốc có thể là họ hàng gần nhất của nó, có hộp sọ tương tự và màu có khả năng cũng là tương tự. Nhân dạng trực quan về cả loài và giới tính, cộng hưởng âm thanh và điều chỉnh nhiệt đã được đề xuất như lời giải thích về chức năng của chiếc mào này. Nó là một trong những loài khủng long hiếm hoi chỉ được biết đến từ một số ít mẫu vật tốt. Số 10. Kít lông Spinosaurus. Đây là cái tên được rất nhiều các bạn mang ra để cho anh bé nó. Mang thân là loài khủng long bị nếp thường niên khi từ vị thế bẻ cổ các bạo long T-Rex, mà giờ đây đã trở thành loài khủng long vô gia cư khi ngủ bụi ở bờ sông Đa Đanh. Giờ còn bị trêu với cái tên Hán Việt trong khi ý nghĩa thực sự không phải như thế. Trước khi minh oan cho em đó thì chúng ta nói sơ qua về thông tin của loài kít lông Spinosaurus nhé. Kít lông Spinosaurus là một chi khủng long Spinosaurus sống ở khu vực ngày nay là Bắc Phi trong giai đoạn Cenomanian của kỳ phân trắng muộn khoảng 100 cho đến 94 triệu năm trước. Chi này được biết đến đầu tiên từ các di tích Ai Cập được phát hiện vào năm 1912 và được nhà cổ sinh vật học người Đức Ernst Stromer mô tả vào năm 1915. Nó có cấu tạo cánh buồm trên lưng khá giống với những chiếc gai, nên tên của nó có nghĩa là thằng lằn gai, nhưng thảo nào khi dịch sang Hán Việt lại là kít lông. Kít lông ở đây là kít C chứ không phải kít T, và có nghĩa là những cây gai, nhưng mà khi đọc thì nó chả khác gì nhau nên cũng hơi buồn cho em nó. Cũng vì lý do khá nhạy cảm này nên các sách vở của Việt Nam thường đề cập đến đó với cái tên là đại lông xương gai. Spinosaurus sát, tên yếu ngầu chút nào. Vừa rồi là 10 cái tên Hán Việt khủng long đầu tiên mà Nemo Jaxa muốn gửi đến các bạn viewer thân yêu. Các bạn yêu thích hay thấy hứng thú với cái tên nào nhất? Đừng ngần ngại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Me wind and rain, you're some kind of